Đình chào mừng các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khi mới bắt đầu mang thai thì cơ thể mẹ bầu đã có rất nhiều thay đổi và nó ngày càng rõ rệt hơn sau 3 tháng đầu khi mà bụng bầu đã lớn dần và gây ra những áp lực lên cơ thể mẹ bầu. Chính vì vậy, khi bụng bầu lớn thì sẽ khiến cho áp lực lên phần hông, chân, các cơ bụng giãn dần và làm cho mẹ cảm thấy khó chịu. Thường thì bà bầu sẽ xoa bụng để giảm cơn đau hay khó chịu đi. Rất nhiều người có ý kiến rằng việc xoa bụng bầu là không nên. Vậy thì bà bầu có nên xoa bụng hay không? Và tại sao bà bầu không nên xoa bụng? Tại sao bà bầu không nên xoa bụng? Rất nhiều người nói việc xoa bụng sẽ không tốt, nó ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với bà bầu. Nhưng đó là nếu như bạn xoa không đúng cách. Còn nếu như bạn xoa đúng cách thì nó cũng sẽ làm cho dịu cơn đau của bạn đấy. Tuy nhiên nếu như bạn làm không đúng cách thì hậu quả của nó sẽ rất là nghiêm trọng đối với mẹ và thai nhi. Chắc chắn là nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao mà bà bầu không nên xoa bụng phải không? Theo các nhà khoa học cho biết thì các bạn xoa bụng khi mang bầu sẽ gây ra các cơn đau dạ con. Và việc đau dạ con như vậy thì sẽ rất nhiều khả năng đẩy thai nhi ra ngoài, dẫn đến hiện tượng sảy thai ngoài ý muốn. Việc bà bầu xoa bụng thì sẽ khiến mẹ rơi vào tình trạng co thắt tử cung và chính vì vậy sẽ khiến bạn sảy thai hoặc sinh con non. Bà bầu xoa bụng thì sẽ tuyệt đối không nên áp dụng cho những phụ nữ đã có tiền sử, có hiện tượng con non và những bà bầu sang tuần thứ 37 thì việc xoa bụng càng không nên. Và việc xoa bụng được hạn chế càng nhiều thì càng tốt. Đây không chỉ đơn giản là việc giãn nở cơ bụng khiến cho sinh con non, bên cạnh đó thì việc bạn tác động lên bụng quá nhiều sẽ khiến cho thai nhi hoảng sợ và dẫn tới việc bé chào đời sớm. Vì vậy, tốt nhất là mẹ không nên xoa bụng và nếu như có dùng kem để chống giãn da thì hãy bôi nhẹ tay để không ảnh hưởng tới thai nhi bạn nhé. Và lưu ý là bạn hãy nhớ trong thời gian quan hệ khi mang thai thì không nên tác động nhiều đến đầu vú vì đầu vú cũng là một lý do tác động đến việc co thắt tử cung. Những tác dụng của việc bà bầu xoa bụng. Tuy việc bà bầu xoa bụng là không nên nhưng nếu như xoa bụng đúng cách và đúng thời điểm thì cũng sẽ có những lợi ích đấy. Theo như các chuyên gia nghiên cứu thì việc xoa bụng bầu đúng cách và đúng thời điểm thì sẽ giúp cho mẹ dễ sinh hơn và không bị đau như bình thường khi là sinh. Bà bầu xoa bụng còn giúp cho mẹ bầu dễ ngủ hơn, tinh thần thoải mái, không bị mất ngủ và khi mang thai thì việc lưu thông máu sẽ diễn ra chậm. Vì thế như bạn xoa bụng thì sẽ kích thích máu lưu thông và bạn sẽ không dính phù nề khi mang thai. Điều quan trọng nhất là khi xoa bụng bạn sẽ làm dịu được cơn đau khi mang thai. Bà bầu xoa bụng vào thời điểm nào là tốt nhất? Việc xoa bụng bầu chỉ thực sự nguy hiểm khi nó không được thực hiện đúng cách thôi nha. Thực tế, việc xoa bụng bầu có rất nhiều lợi ích khiến cho cả mẹ và bé cảm thấy thoải mái. Nó sẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của bé, đồng thời tăng sự gắn kết tình cảm mẹ con. 1. Về thời gian. Vào 3 tháng đầu thai kỳ thì mẹ bầu có thể xoa bụng, massage bụng bầu, thực hiện không quá 5 phút và vào những tháng cuối thì không quá 10 phút. Ngoài ra, nên thực hiện xoa bụng, massage bụng bầu vào thời điểm cố định trong ngày. Tốt nhất là nên thực hiện vào buổi tối trước khi mẹ bầu đi ngủ. 2. Bà bầu nên xoa bụng theo hướng nào là tốt? Ở giai đoạn đầu thai kỳ, mẹ bầu nên xoa bụng theo hướng vòng tròn để hạn chế sự dịch chuyển của thai nhi theo các tác động của mẹ, tránh cuống rốn bị rối. Những tháng đầu thì thai nhi nằm cố định nên mẹ rất dễ nhận biết đâu là đầu, đâu là chân của bé. Từ đó dễ dàng hơn trong việc massage từ đầu xuống chân. 3. Bà bầu xoa bụng ở mức độ bao nhiêu? Dù ở giai đoạn nào của thai nhi, thì việc bà bầu xoa bụng cũng nên nhẹ nhàng và hạn chế xoa bụng, tuyệt đối không mạnh tay, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Thành Tình đã cùng bạn vừa trả lời cho câu hỏi mẹ bầu có nên xoa bụng hay không khi mang thai và cách xoa bụng đúng giúp cho mẹ bầu đỡ mệt mỏi, bé khỏe mạnh và thông minh. Bạn đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Kiến thức mẹ bầu bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.